Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn về cáo trạng và nội dung cáo trạng. Thưa quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn biết rồi, một cái hành vi phạm tội được quy định ở trong bộ luật hình sự, cái hành vi đó sẽ được, ở Việt Nam có 3 cơ quan. Thứ nhất là cơ quan điều tra, thứ hai là viện kiểm sát, thứ ba là xét xử. Ngày hôm nay đang nóng lên một cái hành vi một cái anh người nước ngoài về Việt Nam, về cái hành vi biểu tình và chuẩn bị sắp tới là sẽ đưa xét xử về cái hành vi gây rối trật tự công cộng. Hiện tại trên báo đài rất là nhiều cái nguồn thông tin khác nhau. Tuy nhiên thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi mong muốn gửi cho quý vị và các bạn biết, để quý vị và các bạn biết thế nào là một cái bản cáo trạng và nội dung bản cáo trạng. Cái thứ nhất, chúng ta phải biết cáo trạng là do Viện Kiểm sát ban hành. Trong tay của tôi đó là một cái cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện. Cáo trạng truy tố một cái bị can về hành vi cố ý thương tích. Cơ quan thẩm quyền ban hành là Viện Kiểm sát, quý vị và các bạn ạ. Và đây là cơ quan ban hành là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cái cáo trạng về cái hành vi mua bán chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, đối với một cái cáo trạng thì chúng ta sẽ có cái nội dung mô tả cái hành vi phạm tội của một bị can. Như trong cái cáo trạng này thì mô tả cái hành vi là vào một cái thời gian nào đó hai bên xảy ra cái ấu đả và dẫn đến một cái việc gây thương tích cho một người nào đó với cái tỷ lệ thương tật ở đây là 22%. Còn đối với cái hành vi mua bán ma túy thì cáo trạng đã mô tả làm gì, ở đâu, bàn bạc, có tổ chức, có số lượng ma túy bắt được tại thời điểm nào. Nói chung mô tả được cái hành vi phạm tội. Và cái hành vi đó được pháp luật quy định như thế nào. Đối với cái tội cố ý thương tích nha quý vị và các bạn, thì sẽ vào cái khung là khoảng 3 của điều 104 Bộ luật hình sự. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% thì bị phạt tù như thế nào đó. Đối với hành vi thứ hai, đó là cái hành vi mua bán chất ma túy. Điều 195 của Bộ luật hình sự, tội tàn trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất vào việc sản xuất chất ma túy thì bị phạt tù khoảng 20 năm hoặc chung thân. Thêm một cái điều nữa quý vị và các bạn ạ, đó là mô tả nhân thân của người phạm tội, nhân thân của bị can, họ và tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, cha mẹ, gia đình, tiền án tiền sự, mô tả về nhân thân của bị cáo. Thưa quý vị và các bạn,
đối với một cái cáo trạng nào đó thì quý vị và các bạn phải hiểu rằng trong cáo trạng là do viện kiểm sát ban hành tùy theo cái tội. Và quý vị và các bạn biết rồi, đối với những cái khung hình phạt là dưới 15 năm thì tòa án cấp quận huyện, mà trên 15 năm thì tòa án nhân dân cấp tỉnh. Cái thứ hai nữa là trong cái nội dung cáo trạng thì sẽ mô tả cái hành vi phạm tội tùy theo cái tội, có thể là tội xâm phạm quyền sở hữu, cũng có thể là tội xâm phạm về tính mạng, sức khỏe. Và cái hành vi đó phải được luật quy định. Ví dụ như hành vi là tội cướp tài sản là điều 168, hành vi trộm tài sản, hành vi cố ý gây thương tích, hành vi mua bán chất ma túy. Tùy theo cái hành vi đó, và cái hành vi đó đã được mô tả, đã được ghi trong luật, người nào có hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản có giá trị tài sản từ 2 triệu đồng trở lên thì phạm vào cái tội gì. Thưa quý vị và các bạn, thêm nữa trong cái nội dung cáo trạng họ sẽ ghi về nhân thân của bị can. Trong đó nhân thân của bị can ghi rõ họ và tên, cha mẹ, quá trình sinh sống và làm việc. Quan trọng là có tiền án tiền sự hay không. Và trong cáo trạng thì ghi rõ với những cái hành vi mô tả nêu trên thì bị can này bị truy tố về cái tội cố ý gây thương tích theo cái khoản 2, theo khoản 3 của điều 104 Bộ luật hình sự năm 99, hoặc theo cái khoản theo điều 195 của Bộ luật hình sự về hành vi mua bán chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những cái nội dung cơ bản mà chương trình Dân Ta phải biết luật ta gửi đến quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn biết trong cái nội dung này nó sẽ quy định nếu trong trường hợp người nhà, người thân của chúng ta phạm vào một cái tội thì chúng ta biết rõ ràng đối với khi người nhà, người thân của chúng ta bị phạm vào một cái tội thì chúng ta biết được rằng cái tội phạm đó và cái khung hình phạt đó thì có thể cao nhất là bao nhiêu năm mà thấp nhất là bao nhiêu năm. Ví dụ như chúng ta đọc một cái cáo trạng về hành vi cố ý gây thương tích mà viện kiểm sát truy tố về cái khoản 2 thì chúng ta sẽ biết là phạm. Nếu như trong trường hợp người nhà chúng ta, người thân của chúng ta phạm vào cái tội từ khoản khung 2 của điều 104 thì chúng ta biết là có thể là tòa án sẽ xử người thân của chúng ta với mức hình phạt là 2 năm, có thể là cao nhất là 7 năm, hoặc có thể rải điều chung từ cái 2 năm đến 7 năm. Cũng có thể rằng trong cái khoản đó thì thẩm phán có quyền tùy nghi để xét xử dựa vào tính chất, mức độ, hành vi, thành khẩn khai báo, nhân thân và nhiều yếu tố khác để tuyên một cái bị cáo mức hình phạt theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, sắp tới thì tôi sẽ có một cái video nói về phân loại tội phạm để quý vị và các bạn biết thế nào là tội phạm nghiêm trọng, thế nào là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, để chúng ta biết được đối với cái tội này thì chúng ta có được hưởng án treo hay không. Nói vui là cứ mà mỗi người đi ra văn phòng thì người thân của họ đến và hỏi tôi cái câu đầu tiên là: luật sư ơi, có được hưởng án treo hay không? Thưa quý vị và các bạn, cái việc hưởng án treo hay không phụ thuộc vào tính chất, mức độ, hành vi. Và nếu như trong trường hợp đó là cái tội ít nghiêm trọng và thuộc những trường hợp mà
không cần thiết phải tách ly người phạm tội ra khỏi xã hội thì chúng ta mới có thể sử dụng được án treo, quý vị và các bạn nhé. Nếu quý vị và các bạn cảm thấy chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta có ích thì chúng ta hãy like, comment và đăng ký để chúng ta nhận được những cái video lần sau. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.